Lại một lần nữa em rất vui khi gặp lại tất cả các cô, chú, anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho đại gia đình yêu thương của em có một buổi chiều làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực và cũng như trong cuộc sống. Hôm nay thì bên em giới thiệu cho anh chị một chiếc xe độc và lạ. Và con xe này từ trong suốt thời gian qua cũng đã được rất nhiều anh em săn lùng truy tìm em nó để về phục vụ cho mình đi phượt làm hôm. Con xe này anh chị thấy một cái form dáng nhìn rất xinh xắn không? Với số tiền chỉ có 98 triệu đồng mà thôi thì anh chị sở hữu ngay một chiếc xe Suzuki Wagon sản xuất đời 2002, tay lái trợ lực kính bấm số sàn, dung tích xi lanh là 1 chấm và điều xịn sò là 6 lít xăng trên 100 cây số mà thôi. Con xe này bản số đang đeo là bản số ở Sài Gòn nha cô chú và anh chị. Xe này quý anh chị nào lấy bên em sẽ đến cho anh chị một kỳ đăng kiểm mới. Với một số tiền chỉ có 98 triệu đồng thôi thì anh chị nhìn con xe này như thế nào? Rất đẹp. Nước sơn thì ta nói không thể gì bằng cãi được. Nước sơn cực kỳ đẹp. Ta nói nó đẹp lộng lẫy mà nó đẹp len keng và nó đẹp len span là đây nha chú anh chị. Đây. Mình bọc thùng bọc của em nó vân viết đồ cũng còn rất là liền lạc anh chị. Đây, rất là cứng cáp. Chiếc sơn màn hình quý chị thấy không? Em nó rất ok, ngon lành cành đào. Đó, một cái form dáng chỉ có 5 chỗ thôi mà anh chị nhìn nó giống như là 7 chỗ ngồi. À. Nội thất bên trong con xe này thì em nó rất là sạch sẽ anh chị ha. Đây, tapi tắp lô, ngon lành cành đào. Ghế thì chỉ bị mỗi một cái ghế tài bên đó nó bị chốc chốc một tí xíu thôi, nói chung xe cũ mà. À, có cái này được cái này mất cái kia, nhưng con xe này máy móc gầm bề em bao anh chị ha, chạy rất sướng, rất đầm, rất chắc. Nào, anh chị thấy tapi lô đẹp không? Nỉ zin theo xe vẫn còn. Keo chỉ còn căng đét, nước sơn này thì là nước sơn sơn lại đó anh chị ha, không phải là nước sơn zin. Đó. Xe này thì dọn là đồng sơn, nội thất là sạch sẽ rồi. Máy lạnh sâu phà hỗ trợ một màn hình giải trí, camera nghe nhạc dập sạch sình các kiểu, con này đẹp. Đó, quý anh chị nào yêu quý chiếc xe này với số tiền 98 triệu đồng thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0796822220 ha. 4 tấm bay cửa quý anh chị thấy không? Nhìn rất là ok, rất là xịn sò, keo chỉ không mất một phân. Nội thất ở bên trong chiếc xe này thì anh chị thấy sạch sẽ. Chân thì vẫn đang là chân nỉ. Rồi đến cho anh chị luôn dàn hệ thống dàn gầm. Gầm bề em nó rất là ok nha quý anh chị. Gầm là bao đẹp, bao lộng lẫy luôn. Đây, gầm bề rất chắc chắn. Đó, anh chị nào yêu quý chiếc xe Suzuki Wagon sản xuất đời 2002 đăng ký 5 chỗ ngồi, rộng như là 7 chỗ luôn. Thì cái xin vui lòng liên hệ với em. Với một cái hệ thống quan cớp này thì anh chị thấy em nó rất là rộng rãi, rất là rộng rãi luôn. Đây. Một cuộc hành trình đi du lịch xa, đi phượt thì mình đựng khá là nhiều đồ anh chị ha. Đây. Ngon lành ngành đào anh chị. Đó. Chỗ này là ghế mình gấp lại ha, gấp lại chở đồ tha hồ rộng rãi luôn. Quần áo, dép giày, nón mũ quăng lên ok luôn. Xe này mà mấy anh trai đi bán ba cái đồ lặt vặt nón mũ rồi cũng bỏ chơi được luôn. Đây là hệ thống cánh cửa ở bên đằng sau bên tài, 4 tấp bi, nãy nhìn rất là đẹp. Keo chỉ ta nói nó đẹp. Lộng lẫy đẹp len keng, đẹp len span luôn. Đó. Đây là hệ thống cửa tài, hệ thống được sử dụng nhiều nhất, keo chỉ không mất một phân nha quý anh chị. Rất liền lạc, tapi sạch sẽ. Rồi bây giờ đến với anh chị, hệ thống về buồng lái. Bước vào hệ thống buồng lái thì con xe này ngồi rất là cao hơn những chiếc xe Daewoo Smartix rồi Spark anh chị ha. Xe này ngồi nó giống như mình ngồi trên chiếc 7 chỗ vậy, rất là cao. Máy lạnh sau và phà, côn số nhẹ nhàng luôn. Đặc biệt điều xịn sò chỉ có 6 lít xăng trên 100 cây số mà thôi. Xe này tay lái trợ lực cực kỳ siêu nhẹ nha anh chị nha. Đó, đèn còi siêu nhanh, các kiểu con đà điểu ha anh chị. Đó, bao anh chị chạy luôn. Chạy Bắc Nam, Nam Bắc ok. Và được cái là kết em nói một cái là em nó uống xăng chỉ là 6 lít xăng trên 100 cây số mà thôi. Bốn cái vỏ em nó có một cây, hai cái vỏ sau thì nó còn được 450, hai vỏ trước là được 70-80%. Em nó sở hữu một cặp ga lăng đúc. Nhìn rất là sò, đèn cọc sáng. Thùng tô ok hết nha anh chị nha. Rất là liền lạc. Máy thì nổ tí tách thì thầm luôn. Đây anh chị thấy không? Máy nó nhỏ thôi, tức chỉ có một chấm. Máy cô ráo sạch sẽ. Xe thì anh chị khỏi suy nghĩ, máy nổ rất êm. Anh chị đứng sát bên là phải lắng tai mới nghe được tiếng máy nổ. Với một số tiền 98 triệu đồng thì anh chị sở hữu ngay con xe này. Quý anh chị cô chú nào yêu quý chiếc xe này thì xin lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0796822220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Một video sau chúc cho đại gia đình của em có một buổi tối thật là an lành, hạnh phúc bên gia đình mình. Và anh chị cũng đừng quên những nút đăng ký kênh và những chuông sát góc tài khoản màn hình của mình để cập nhật những video mới nhất theo bài tháng ở bên em nhé.